Hưởng ứng lời kêu gọi phát động chương trình Đất nước cần người trí thức chung tay của Viện Quản trị Doanh nghiệp BMI hỗ trợ chia sẻ về vật chất và nhu yếu phẩm thiết yếu, trang thiết bị gửi tới các y, bác sĩ và bệnh nhân đang gồng mình chống dịch vượt qua khó khăn. Ngày 6 tháng 6, Viện Quản trị Doanh nghiệp BMI Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ đại diện Cục kho Quỹ quốc tế M1 tại Việt Nam và sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đại diện viện BMI đã tiếp nhận sự ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật với tổng giá trị trên 120 triệu đồng, trong đó Cục kho Quỹ quốc tế M1 tại Việt Nam ủng hộ 50 triệu đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ninh Giang ủng hộ 50 triệu đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Kỹ thuật Á Châu ủng hộ 12.500 khẩu trang, các thành viên độc lập Herbalife miền Trung, Tây Nguyên ủng hộ 5 triệu đồng, Văn phòng đại diện viện BMI Đà Nẵng, Thanh Hóa, Tây Nguyên, Hà Nội ủng hộ 20 triệu đồng. Với lời kêu gọi của chính phủ và nhất là được sự giúp đỡ của Mai Thu thì anh em văn phòng có đóng góp ủng hộ cho quỹ BMI. Chúng tôi đã họp sơ bộ và tôi có công văn trình với giám đốc kho quỹ M1 tại châu Á thì người ta nhất trí là sẽ ủng hộ Việt Nam. Thay mặt viện đón nhận những món quà, những cái lòng hảo từ những lòng hảo tâm, đặc biệt là hai cái tổ chức đơn vị mà đã đến đây trao tận nơi cái món quà ý nghĩa. Tôi đón nhận cái đó với tinh thần là vô cùng cảm động cũng như biết ơn, đồng thời là cũng sẽ là đưa toàn bộ những cái sự ủng hộ này tới cơ quan cấp trên của tôi là VOTA và đóng góp vào cho cái quỹ chống phòng chống COVID của Đảng và Nhà nước kêu gọi. Tôi cũng cảm ơn toàn bộ những cán bộ công nhân viên của viện từ các văn phòng đã hưởng ứng cùng với tôi tham gia để chúng ta phòng chống dịch COVID-19 cùng với toàn thể Đảng và Nhà nước. Viện BMI mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ đồng hành cùng các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong nước, quốc tế và là cầu nối đưa những tấm lòng hảo tâm đến với những y bác sĩ và bệnh nhân, góp thêm nguồn lực cùng với chính quyền và nhân dân cả nước làm tốt công tác chống dịch COVID-19.